À, xin chào các bạn nha, đến kênh Nhân Hiếu Nguyễn Vlog ha. Thì hôm nay dặn họ mình ương á, thì nay đó được 15 tới 18 ngày tuổi rồi các bạn. Đó, thì đây là màu vàng cam nha các bạn, màu cam, vàng cam thì nay nó cũng cao rồi. Nên nay mình chuẩn bị mình đang trồng vô giỏ đó các bạn. Thì hôm nay mình trồng chậu C12, giỏ 4 cây nha các bạn. Đó, còn bên đó thì màu vàng chanh của đồng vàng B2 đó. Nên là hiện tại mình đang trồng được mấy dĩ rồi các bạn, đang mình đang vô giỏ ha. Nay trời cũng đang mát, trồng cũng rất là ngon ha. Để anh quay cho các bạn xem cái vườn họ của mình ha. Thì cái mà đồng vàng năm nay nó cũng không có được đều nữa các bạn, giống lên cũng không được đều nè. Mình ngâm hạt giống trước á, thế thì mình gieo hạt trong khay này thì nó lên rất là đều các bạn. Đó, đều cây luôn ha. Những hạt này thì nó kém chất lượng nè. Đây. Cái này thì mình bỏ, không có trồng. Trồng những cây như vậy. Đó. Hiện tại thì mình đang vô chậu các bạn. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 11 rồi các bạn. Thì chúng ta trồng 13 tới khoảng tầm 19. Nếu mà các bạn nào đi 2 cơ thì 19 chúng ta sẽ bấm đọt một lần nha. Còn một cơ thì tới 29. Đó. Thì đây mình sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn cùng xem ha. Ngày hôm nay mình cũng đang lu bu làm chậu á các bạn, quay chậu xi măng để mà trồng nhân họ nè. Đó thì mình quay để mình trồng chân. Đó thì trồng chậu lớn tàn rất là đẹp nha các bạn. Đó thì hôm nay mình trồng vô chậu rồi nè các bạn. Đó. Nhân họ mình vô nè. Một chậu là 4 cây. Đó. Các bạn lưu ý ha, trồng á là các bạn nhớ là trồng ngập lá đài này luôn đó, cầm tới mấy lá thật nè. Đó, chúng ta trồng là bít luôn nè, mà đây mình trồng bít luôn nha các bạn. Để mình gom lại cho các bạn xem ha. Đây là mình trồng bít luôn nè. Đó, cặp lá dưới là mình bỏ luôn nè các bạn. Đó, mình đắp nó luôn đó. Để chi, để mình tránh cái trường hợp mà cây nó bị lỏng thõng đó các bạn. Đó, thì đây là kỹ thuật của cái thuật riêng của mình ha, cũng nhiều bạn chia sẻ cách trồng lắm đó. Thì đây mình chia sẻ với kinh nghiệm của mình trồng cho các bạn cùng xem ha. Đây 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 mình đang vô đang trồng đó. Thì đây mình trong dĩ mình cho ra cái thao nhỏ hoặc là thao lớn, này nãy mình để trên vàng á các bạn, thì tiện có cái là mình sẽ để như vậy đó. Mình để như vậy thì mình đi tới tới mình trồng, thằng nào hết thì mình lấy thêm ha. Đó, các bạn nói lưu ý nha, mình trồng á là cái nhân thọ nè. Đây cái cọc lá này mình bỏ nè, mình trồng ngang đây luôn, lắp luôn, chỉ vào lấy cái cọc lá này trên đây thôi ha. Cọc này mình bỏ nha, đây là cái lá khi nảy mầm á các bạn, rồi mình bỏ nè, mình lắp luôn, trồng ngang đây thôi đó. Thì đây những cái chậu mình trồng nè, tại vì năm nay á mình không có người quay các bạn, một mình vừa quay vừa chia sẻ các bạn xem á, thì mình trồng trước một số giỏ để cho các bạn cùng xem đó, cách mình trồng đó. Đây mình trồng là lắp luôn này các bạn thấy không đó. À, các bạn nên nhớ chúng ta lựa là nếu 3 cây là 3 cây đều đều nha, đều nhau đó. Còn tàn là nhìn cái đọt này nó đều đều nè như vậy đó. Ví dụ 2 cây là 2 cây đều đều như vậy nha các bạn đó. Còn nếu mà cái tàn là nó hơi lục chút xíu thì chúng ta sẽ đôn lên, nói chung là trồng sao cho nó bằng ngang như này, để nữa cho tàn nó đẹp nha các bạn. Nó nữa nó cho tàn rất là đẹp ha. Đây là hiện tại mình đang trồng lại giống này, giống rồng vàng B2 đó. Còn màu cam thì mai mai mình sẽ tiếp tục trồng ha. Thì năm nay mình trồng cũng có 300 chậu à. Thì trồng để chia sẻ cùng quý vị khán giả ha, các bạn cùng xem đó. Thì đây những gì mình đã trồng rồi, còn những cây con đó thì mình sẽ trồng riêng ra để cho nó này, để mấy cây này nó hơi nhỏ các bạn, mình sẽ trồng riêng để mình tiện chăm sóc á, chăm sóc riêng đó. Đó mình lựa những cây nào đều 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 á, mình sẽ trồng lại tiếp nữa, còn rạc nữa. Rồi giờ mình tiện những cây lớn trước, mình trồng trước ha. Rồi thì đây là những cái chậu mình cũng đã trà đang trồng nè đó. Đây. Đó. Các bạn thấy là chậu nào mình cũng trồng lắp lá đài nha, cái lá đài này mình lắp bỏ nha đó. Đây cũng lắp luôn đó. Đây đây thì mình kêu là lá đài đó, thì có thường có người kêu lá mầm đó, mình lắp lại hết, chần chừ cặp lá thật của nó thôi đó. Đây cặp lá thật đó, 2 cặp đó, đều đều hết các bạn. Đây mình trồng chậu C12 là 4 cây nha các bạn, 4 cây năm nay mình sẽ bấm đọt một lần
Thì mình sẽ trồng một số chậu bấm đọt hai lần để chia sẻ cho các bạn cùng xem ha. Đó, đây thì nói chung á thì bấm bấm đọt á thì bấm hai lần thì bông nó rất là nhiều. Đó, và nó cũng nhưng mà nó có một cái là bông nó hơi nhỏ hơn. Nếu mà chúng ta bấm một cây một lần bấm đọt á thì nó sẽ bông sẽ bự. Nhưng mà cái là nó ít bông ha. Thì nhưng mà cây dân thọ mình trồng hai cây là cái tàn rất là đều, rất là đẹp. Đó. Đây là những này mình trồng các bạn. Đây. Còn đây là những giống vàng chanh của An Điền. Đó. Đây là của An Điền. Vàng chanh. Ở đây là vàng cam. Này vàng cam của Rồng Vàng 09 Cổ Lùng. Đây Cổ Lùng. Còn đây là của giống của họ chia tay của Thái, giống rặt của Thái luôn. Đó. Thì mình sẽ chia ra những cái phần này mình trồng riêng nha các bạn. Đó. Còn này là của vàng chanh của An Điền nè các bạn. Đây là giống vàng chanh An Điền. Nó lên cũng không được đều ha. Đó, cái màu vàng chanh này hầu như năm nào mình trồng nó cũng không có được đạt hơn màu vàng cam các bạn. Vàng chanh thì lúc nào nó cũng hao hụt hơn. Thì cũng tùy theo dùng đó các bạn. Thì mình trồng ở đây thì dùng mình trồng đây năm nào mình cũng bị vàng chanh nó cái lợi hao hụt rất là cao, còn màu vàng cam thì nó ok luôn các bạn, đều do luôn. Nhưng họ mình được 15 đến 18 ngày tuổi rồi các bạn. Tại vì mình trồng trong cái dĩ này thì cái cây nó không có bự nha các bạn. Các bạn trồng trong một cái bầu á thì cái cây nó bự lắm, tại vì nó đủ sức ăn á, nó đủ sức thân của nó bự lắm. Còn những cây mà nó hơi bị vàng vàng nha các bạn, không sao các bạn, các bạn tưới loãng vào một cữ phân DB ha, pha loãng tưới nha, hoặc là các bạn vô chậu rồi các bạn sẽ tưới phân là nó sẽ bật lên xanh lại à. Không sao hết các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ trồng giải quyết trồng hết những cái giống này đó. Rồi thôi mình cũng chia sẻ ở đây ha, tại mình những ngày tới thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 11 rồi thì mình tiến hành mình đang vô chậu ha. Thì đó, thì những cái giống của mình gieo đó mình cũng chia sẻ với các bạn những video trước ha. Mình ngâm hạt giống rồi mình gieo vô khai dĩ như nè, thì nó cái tỷ lệ nó cao hơn ha. À, đây là mình gieo nè. À, các bạn nhớ là trồng phải ngập lá đà này nha. Đó, đây bỏ nó không sao hết đó. Các bạn trồng ngập đây nè, rễ nó sẽ đâm ngang thân. Đó, cái này dĩ này chúng ta cũng dễ lấy nè các bạn. Các bạn lấy ngón tay các bạn ấn nhẹ đây, các bạn kéo lên rất là dễ lấy các bạn. Đó, không có mất sức cây luôn. Thì cái dân họ này nó cũng rất là lẻ lớn các bạn, khi bạn sang chậu lớn là nó sẽ lẻ phát lắm. À, rễ nó sẽ mọc ngang thân đây nè. Đó, thì lên tới đây nó cũng sẽ mọc ra nữa, nó rất là mạnh rễ ha. À, chúng ta thì vô chậu từ khi vô chậu khoảng 5 tới 7 ngày là chúng ta sẽ xịt một cử thuốc. Thì tới đó mình sẽ chia sẻ video với các bạn ha, xịt thuốc rồi tưới phân. Đó, thì hôm nay mình đã làm chia sẻ cho các bạn cùng xem rồi làm theo mình ha. Đó, đây là mình chia sẻ với kinh nghiệm thực tình của mình ha. Thì các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh và chuông miễn phí để ủng hộ cho mình, như là tiếp cho mình cái động lực mình làm những cái video tiếp theo ha. Còn mình sẽ tư vấn cho các bạn là nhãn thọ này là mình năm nay nó mỗi năm đó mình sẽ bị nó hay có sâu lắm các bạn. Thì mình cũng sử dụng là dung dịch tỏi các bạn. Thì mình sẽ để lên màn hình á, các bạn đang có nhu cầu mua dung dịch tỏi thì liên hệ mình ha. Thì mình sẽ giao xếp toàn quốc luôn cho các bạn để các bạn trồng để xua đuổi côn trùng không có sâu bướm các bạn, để mà cây nhân thọ chúng ta sẽ tốt hơn ha. Chúng ta đỡ bị bắt sâu nữa. Thì các bạn trồng nhân thọ mà thường thì các bạn thấy đó, khi mà nó lúc mà trồng lên á là sâu dễ bùa nè, bỏ trĩ nè. Nói chung là nhân dân nhiều loại sâu khác nữa. Đó, rồi thứ hai đó làm bông, khi mà làm bông các bạn thì sâu bướm nó sẽ đẻ lên bông á, thì lúc đó chúng ta rất khó là tiêu diệt của con sâu đó nha các bạn, thì nó làm một cái lớp tơ lên cái bông á, chúng ta xịt thuốc không bao giờ mà thấm nó chết nó được, nó thành ra mình đây là xịt thuốc nó không có cao mà tốn thuốc trừ sâu rất là nhiều, thì cái công dụng của tỏi á, thì nó xua đuổi côn trùng, nó sẽ ít tốn phần tới tốn thuốc trừ sâu hơn các bạn, đó nó nhẹ chi phí cho mình ha, thì một chai tỏi á, thì nếu mà các bạn xài một vụ là tầm khoảng 1 tới 2 chai là
là đã tới thì mình đi bán rồi, thì lúc đó mình hết sử dụng được nữa rồi, họ hết sử dụng thuốc tỏi nữa rồi thì nó cũng không có hao ha. Và các bạn pha tạo thuốc tỏi thì các bạn cộng thêm một tí thuốc trừ sâu để vừa ngừa vừa vừa xua đuổi côn trùng mà vừa diệt luôn ha. Đó, nó tiện được lại như các bạn, mình cũng ít cái chi phí thuốc sâu này kia nọ nữa. Đó, thì năm nào mình cũng sử dụng tỏi hết các bạn, đó cây mình là xịt thuốc tỏi hết, xịt định kỳ luôn các bạn để cho nó sâu bướm nó không có bu lại, thấy cái mùi tỏi rất là nồng đó. Rồi thôi mình cũng kết thúc video tại đây ha, thì để mình tiếp tục trồng, tại vì năm nay á mình không có vừa trồng vừa quay cho các bạn xem được, tại vì có một mình năm rồi thì mình quay có người quay ha, năm nay không có ai quay cho phim á, không có ai cầm máy á, thì mình phải trồng trước một số giỏ để quay chia sẻ cho các bạn cùng xem xem đó, chứ mình không có thể trồng được tại vì đang cầm máy thì không có trồng được cho các bạn xem được ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha, nếu các bạn thấy video này hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, cũng như là đăng ký kênh YouTube miễn phí để ủng hộ cho mình ha. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.